Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì có một cái thí nghiệm mà mình chưa có kịp làm nữa. Mãi mê đi xây UFO nè, rồi đi dắt ngựa các thứ. Thế là quên luôn. Bây giờ mình đã nhớ ra rồi và bây giờ mình sẽ làm liền cái thí nghiệm này. Cái thí nghiệm mình muốn làm đó chính là đọ sức giữa Boss Wither và cái con quái vật Warren. Tại vì trận chiến này thì mình chưa bao giờ thấy luôn. Thế nên là mình rất là tò mò không biết ai sẽ là kẻ thắng đây. Hai con nào thì cũng rất là mạnh kinh khủng khiếp. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái đầu xương đen trước. Rồi tới lấy thêm một ít các linh hồn để triệu hồi ra Boss Wither. Và cuối cùng là xách theo thật là nhiều những cái vật tổ trường sinh từ cái chỗ farm ngọc lục bảo của mình. Cắt vô đây. Đem thẳng một rương luôn đi cho chắc. Rồi, được rồi. Như đây chắc là đủ để cho mình có thể theo dõi được trận chiến giữa hai con quái vật này. Và cuối cùng là mình sẽ tìm một cái biome deep dark để mình có thể triệu hồi ra được cái con qua đành đó. Cuối cùng cũng tới nơi. Để xem coi có khói scoot la hét ở đây không. Hai cái luôn. Chà. Căng. Rồi, giờ bây giờ thì không chần chờ gì nữa. Có chần chờ. Để mình lấy vật tổ trường sinh nha cái đó. Cầm lên tay. Sau đó thì triệu hồi ra một con Boss Wither ngay tại đây. Nhưng mà trong lúc này thì mình cũng phải gán tạo ra tiếng động để cái lúc mà con Boss Wither nó hồi sinh xong thì con Warden cũng xuất hiện luôn ấy. Mình phải làm cái chuyện hai chuyện đó cùng lúc. Nên nó cũng khá là khó. Được hồi ra qua đành rồi. Ở đâu vậy? Ui, con qua đành nó spawn ở đâu á? Con qua đành bên đây. Con qua đành tiếp bên đây lận. Oh my gosh. Ui, mình triệu hồi qua Boss Wither hết bãi ơi. Oh no. Rồi, mình đã triệu hồi Boss Wither thành công rồi. Mà có vẻ con qua đành nó cũng thấy mình rồi, nên mình sẽ tạm thời tránh nó một xíu. Và để xem trận chiến của hai con sẽ diễn ra như thế nào đây. Hai con nó không đánh nhau. Mà con qua đành nó chỉ chú ý vào mình thôi. Oh no. A few moments later. Oh my god. Hai con bắt đầu nó đánh nhau rồi. Nhưng mà hiện tại có vẻ đang khá là cân sức đây. Oh my gosh. Để xem nào. Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây. Trời ơi, nó qua tung trưởng kìa. Rồi nó áp sát được con Boss Wither rồi. Nhưng một Boss Wither thì rất là khó chịu vì có thể hồi phục liên tục. Chà, kèo này là qua đành đuối nha. Qua đành là bị ăn hành nha. Boss Wither 4 hành liên tục. Ôi. Tung trưởng. Được. Nhưng mà cái khả năng hồi phục của Boss Wither có thể nói là vượt trội hơn hẳn so với qua đành rồi. Chiến này qua đành chết chắc. Mình bắt Boss Wither nha. Ê, nó lật kèo. Nhưng mà dù sao thì Boss Wither vẫn thắng kìa. Và lúc này mình sẽ nhào vô và KS hạng liền. Kẻ thứ ba luôn là kẻ có lợi. Và như vậy thì mình đã mượn sức mạnh của con qua đành để kiểu như là giúp mình đánh con Boss Wither này nó nhẹ nhàng hơn. Đã thì có chứ. Việc nhẹ mà lương cũng khá là cao nữa. Ok luôn. Và cái thí nghiệm của mình đã thành công trọn vẹn và biết được cái kết quả là trận chiến solo 1-1. Nếu như mà qua đành mà áp sát được thì Wither xác định. Nhưng mà ngược lại, nếu mà Warden không áp sát được thì Warden sẽ rất là đuối với sức tấn công liên tục từ con Wither nha. Ôi, nhưng mà thí nghiệm này cũng căng phết. Mình ngồi xem mà cũng hồi hộp ghê luôn á. Trên đường trở về thì mình còn gặp thêm kim cương nữa chứ. Được lắm luôn. Để coi. Được mấy viên đây. 7 viên. Ok.
À đây nữa nè. Trời. Còn có thêm cái lồng spawn nữa nè. Trời, chỗ này nhiều nhiều thứ. Lại thêm kim cương. What? Cái đường lên của mình hơi bị may mắn nha. Đi một đường mà lên một nẻo nhưng mà kết quả thì khá là tuyệt vời luôn. Lấy thêm, lấy thêm. Rồi, và trong cái rương của cái ngục tối này chỉ cho mình cái yên thôi. Mình vô tình phát hiện một chú dê nhảy hơi bị cao luôn nè. Dê mấy sừng? Lần này dê đủ 2 sừng, ok. Tưởng đâu dê 1 sừng là mình dắt về luôn á. Là mình sẽ được một cặp dê 1 sừng. Nhưng mà có vẻ khá là khó để chúng ta tìm thêm một nhóc dê 1 sừng nữa đây. Sau khi đã kiểu như làm xong thí nghiệm thì bây giờ mình mới bắt đầu cái công việc chính của cái ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ làm thêm một cái máy farm để mình có một cái nguồn thu vàng nó ổn định hơn. Mình không cần phải đi đào vàng các thứ cho chi cho mệt hết. Và cái máy farm vàng này thì mình khá là tốn kém vật liệu xây dựng ấy. Mà vật liệu nó cũng không có nằm ở bên đây nữa. Nó nằm ở tít bên địa ngục lận. Thế nên là bây giờ mình sẽ qua địa ngục để mình lấy nguyên vật liệu. Cái gì đây? Trời. Rồi luôn rồi, bò nướng luôn rồi. Cái gì vậy bò? Trời ơi, bò lạc. Đó giờ mình nghe bò lạc mình không tin đâu, nhưng mà bây giờ mình tin có bò lạc thiệt rồi đó. Thiệt cái tin luôn. Dập lửa đi. Nhiệm vụ giải cứu bò chắc một xíu về mình mới làm được. Bây giờ mình bận đi tìm nguyên vật liệu xây dựng rồi. Nó có nằm ở khúc này không ta? Đây, thấy luôn. Nó đây rồi. Đó chính là những cái cục mắt ma. Mình sẽ cần rất là nhiều những cái khối mắt ma này luôn ấy. Nên là bây giờ tranh thủ lấy thôi. Mình không có đôi ủng chân lạnh, thế nên là đi trên mấy khối mắt ma này nó mất máu quá. Có điều kiện chắc mình phải gán làm thêm một cái ủng để chuyên đi trên mắt ma các thứ đâu nè. Cũng như là đi trên mặt nước đâu nữa. Mà mấy cái khối mắt ma này kiểu nó nhiều cực nha. Ở ngoài thì nhìn có một vài khối thôi, nhưng mà đào sâu vô bên trong nè. Quá trời quá đất luôn. Mới đào có tí thôi mà đã được vài stack rồi. Đây, tạm thời thì mình lấy trước bao nhiêu đây đây. Sau đấy thì mình sẽ tới cái biome mà kiểu mình thấy có nhiều zombie bitman nó xuất hiện nè. Đó, đây là cái biome lý tưởng nhất để mình làm cái máy farm lần này. Rồi, có được địa điểm rồi. Bây giờ thì mình cần phải đi lên cái đỉnh của cái địa ngục á. Nên là mình sẽ cần khá là nhiều block. À không. Mình có đem đồ nghề mà ta, quên. Mình có dàn giáo mà ta. Đâu cần phải lấy thêm block chi cho mệt. Rồi, giờ thì đặt dàn giáo và đi lên trên đỉnh thôi. Sau khi đã thấy được những cục đá nền thì mình sẽ tìm một cái cục đá đền nào đó mà nó dẫn tới cái nơi cao nhất mới được. Hiện tại chỗ mình không có rồi. Đây, mình đã thấy nó rồi. Cái cục này là cao nhất rồi nè. Mình sẽ lên đây và phóng cái ngọc Ender qua thôi. Đó, thì mình có thể đi lên đỉnh một cách nhanh chóng rồi. Rồi từ nơi cao nhất này mình sẽ xây luôn một cái cánh cổng địa ngục. Để có gì mình còn trở về á. Chứ không thôi là nghỉ về luôn ấy. Trên đây nó không có cái đường xuống đâu. Rồi, ok. Và mình sẽ kích hoạt và đi qua bên đó thử. Để coi nó dẫn mình tới đâu cái đã. Có gần nhà mình không? Mình thấy cái biome này nó cũng khá là gần cái cổng địa ngục của mình. Oh, man. Chà chà. Cũng hơi xa nha. Ui, nó cho mình ra cái cánh gừng tay ga bự luôn nè. Xong việc kiểm tra cổng địa ngục rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái công đoạn tiếp theo là đặt dàn giáo. Bây giờ mình sẽ cần phải đi lên tầng 222 á, cỡ đấy. Cũng khá là cao. Sau khi đã lên tầng 222 thì mình sẽ đi nhích ra bên ngoài một xíu để đặt một block. Và phía dưới block kính này là một cái block khác nữa. Rồi, và đặt thêm 4 cái rương ở hai bên. Mỗi bên là 2 cái. Đây. Và đây. Rồi thêm một vài cái hopper chỉ vào mấy cái rương này thôi. Theo hình chữ T giống như vậy. Mình sẽ gắn thêm 2 cái thủy tinh ở hai vị trí này. Rồi đặt ở dưới này là 2 cái cửa sập. Hồi nãy là mình hơi thiếu nguyên vật liệu nên là mình mới về nhà để mình lấy thêm nguyên vật liệu một tí. Rồi, giờ thì mình sẽ gắn thêm cửa sập ở
hai cái hopper ở dưới luôn. Và sau đó thì đặt một block bên hông và bắt đầu xây cao lên thôi. Kiểu như mình làm thành thành cái trụ vậy đó. Đây, cái trụ nó sẽ có hai cái tường đá ở bên như vậy nè. Đó, để cho những cái con zombie Batman nó có thể rơi xuống đây nó chuẩn hơn, không có lọt ra ngoài. Và mình sẽ xây cho cái trụ này nó cao lên cỡ tầng 252 đấy, hai bên luôn nha, bên đây và cả bên kia nữa. Rồi, sau khi lên tới tầng 252 thì mình sẽ bắt đầu kiểu như đặt một cái tấm bảng ở cái ô thứ 5 từ trên xuống. 1, 2, 3, 4, ngay ô thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ đặt một tấm bảng ở đây. Rồi cách ra hai ô đặt thêm một cái xô nhung nham xuống. Như vậy. Đó. Ôi ơi. Tương tự đầu này thì mình cũng làm giống như vậy luôn. 1, 2, 3, 4, ngay ô thứ 5 đặt tấm bảng. Và cho thêm xô nhung nham ở đây. Kế đến thì mình sẽ làm ở đây một cái hình vuông bằng cái cục magma này nè. Có kích thước là 7x7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, nó sẽ bằng với cái chiều ngang mà hồi nãy mình xây luôn. Ở giữa thì gắn thêm 4 cái cổng, 4 cái tường, tường đá giống như vậy. Rồi từ một hướng thì mình sẽ bắt đầu xây thêm 27 ô. Rồi sau đó quẹo qua bên hông cỡ 12 ô nữa. Rồi quẹo ngược lại thêm 7 ô. Áp dụng cách này rồi mình sẽ làm tương tự ở ba cái hướng còn lại luôn. Rồi và sau khi hoàn thành hết sảy thì nó sẽ có cái hình dạng giống như vậy. Ơi, còn thiếu. Đó, chính xác rồi, thì nó sẽ có hình dạng giống như vậy nè. À, và mình mới xây sơ sơ thôi mà đã có những thanh niên zombie Batman đầu tiên xuất hiện rồi. Khá là ok là rồi thôi xong xác định rồi. Rớt xuống dưới là chỉ có gãy chân thôi. Công việc còn lại thì đơn giản thôi, là mình sẽ nối tất cả các hướng lại với nhau tạo thành một cái mặt phẳng hoàn chỉnh thôi. Sau cái công đoạn mà mình xây cái sàn magma thì mình sẽ đặt ở một góc cao cỡ 2 ô. Và mình sẽ chế tạo thật là nhiều những cái phiến. Đây. Cái phiến này chủ yếu thì sẽ có công dụng giúp mình chặn mấy cái con khác nó xuất hiện ở trên khu vực farm zombie Batman của mình thôi. Đây, mình sẽ xây nó theo cái chiều nào ta? Ở chiều dọc như vậy đi. Đấy, và cứ cách ra 2 ô thì mình sẽ lại làm một cái đường giống như vậy. Đấy. Kéo hết cái khu vực farm thôi. Đó 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 đó. Ice. Biết ngay mà. Đó. Mình mà không tranh thủ ốp là nó sẽ có những con gát xuất hiện giống như vậy. Mình không có muốn farm gát đâu. Mình chỉ muốn farm zombie Batman thôi. Khá là phiền với mấy con đó luôn. Quậy không à. A few moments later. Sau khi hoàn thành cái bước ốp slab ở phía nửa trên giống như vậy thì mình sẽ về nhà để lấy thêm nguyên vật liệu cái đó. Tại vì mình đang cần kiểu một cái trứng rùa mà may thay á là gần cái ngôi nhà mình có một cái bãi cát. Ủa đâu ta? Bãi cát đó đâu rồi? À đây 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 đây, bên này bên này. Cái bãi cát đằng này á có một đàn rùa luôn. Quá lý tưởng để mình có thể nhân giống và kiếm trứng rùa rồi. Mình sẽ cắt mấy cái cỏ biển trước cái đó. Đây là món ăn khoái khẩu của rùa. Rồi sau đó cho rùa ăn thôi. Lại đây, lại đây. Lại đây. Rồi, hai đứa tập thể dục đi. Đó, cho hai nhóc rùa tập thể dục. Ở đây cũng vậy nè, còn dư hai cỏ biển nè. Tập thể dục nhiệt tình vào. Rồi, tập thể dục xong thì lên bờ đào cát đi chứ. Đó, 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 bên kia được nè. Đào cát liền luôn ấy chứ. Rồi, và đào cát một lúc thì chắc rùa sẽ cho mình một lứa trứng đầu tiên thôi. Hy vọng là nhiều nhiều. Lần này là mấy trứng? Wow. Tới tận là 3 trứng luôn. Yes. Mình sẽ lấy cây cúp mềm mại của mình ra. Mình có cây cúp mềm mại cũng ok la lắm. Mình sẽ dùng cây cúp này để lấy một cái trứng thôi. Mình chỉ cần đúng một cái trứng à. Rồi số trứng còn lại thì mình sẽ hy vọng là rùa có thể nở thành công hết. Rồi trở lại với công việc làm máy farm vàng của mình thôi. Ở chính giữa này thì mình sẽ bắt đầu
tạo ra một cái anh người sắt trước đi. Ngay đây. Một cái anh người sắt. Ây da, né ra. Ây du, tức cái lồng ngực á. Nó choáng đường mình không cho mình đập lóc luôn nè. Đẩy cho nó xuống dưới luôn, cho nó gãy chân luôn. Rồi. Và... Boom. Ôi. Không ổn rồi, mình phải đổi cách xây thôi. Mình sẽ xây cho nó lơ lửng luôn cũng được. Đây, mình sẽ xây như vậy. Chắc sẽ ổn áp hơn nè. Chứ xây kiểu kia nó dính vô thì nó không có chịu tạo thành người sắt. Rồi. Đấy. Ổn áp rồi. Ôi, bình tĩnh anh Golem ơi, bình tĩnh anh Golem ơi. Ây vui, căng rồi. Tức nước vỡ bờ rồi. Oh my gosh. Dạ. Mình sẽ chỉnh làm sao cho mấy cái thanh niên bích lên này chỉ đi gọn vô cái lỗ này thôi. Để rơi đúng cái khoang mà mình đặt cái hopper ấy. Và có một số con nó nhận thức được đây là không phải cái nơi an toàn để nhảy, nên là mình sẽ đặt cái cửa sập. Để cho bọn chúng đi xuống đây là chỉ có rớt xuống dưới thôi. Giống như vậy. Kế hoạch vụ zombie Batman của mình đã thành công. Nhưng mà người sắt thì mình đặt sai rồi. Người sắt phải lọt gọn vô trong đây nè, thì mấy con zombie Batman mới không đánh được. Ồ, mình fail rồi. Phải quay về nhà lấy thêm sắt với đậu bí ngô để làm người sắt mới thôi. Ok. Bây giờ để tránh cái trường hợp mà zombie Batman nó nhảy lên cái block ở dưới này nè, nên mình sẽ đặt một cái cửa sập để chặn cho nó nhảy lên mới được. Đó. Vậy là đỡ khó chịu hơn rồi. Sau đó thì mình sẽ thêm một cái cửa sập ở phía bên trong nữa. Giống như vậy. Tương tự ở đầu này cũng có thêm một cái cửa sập. Và bước quan trọng sắp tới rồi nè. Mình sẽ kiểu như là triệu hồi ra một anh người sắt ở ngay trung tâm. Tranh thủ lúc zombie Batman nó chưa có phát hiện. Oh. Anh người sắt vẫn chưa vô chính giữa. Rồi, mình đã đẩy anh người sắt vô trung tâm rồi. Yes, thành công. Rồi, bây giờ đặt lại cửa sập thôi. Nãy mình đặt hơi sớm hay sao á. Rồi, và trên đầu của người sắt thì mình cũng sẽ đặt thêm một cái cửa sập giống như vậy. Và thêm cái trứng nữa. Ok, sơ bộ thì khu vực này đã khá là ổn áp. Ơ, cái cửa sập này sai nè. Mở ra chứ. Rồi, mình đã set up xong cái khu vực farm rồi đó. Đó, cứ bây... Như vậy thì mấy farm của mình đã vô farm rồi. Ồ, cái này còn bị hở. Ồ. Rồi, vậy mới đúng nè. Coi zombie Batman nó lọt xuống kìa. Trời đất ơi. Quá là đã luôn. Ôi, quên. Làm hệ thống chứa đồ lẻ. Không thôi một hồi là đầy rương đấy. Cái này nó cực kỳ mau đầy rương luôn, coi cơ. Coi kinh nghiệm kìa. Wow. Mình chỉ cần ngồi đây thôi mà cũng có kinh nghiệm nữa. Cực kỳ nhanh chóng luôn. Nó còn sướng hơn Enderman Farm nữa. Ý, mình đã có thể có vàng rồi. Wow. Vậy là mình đã thành công công đoạn xây dựng mấy farm rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm nguyên vật liệu, rồi sau đó tiến hành làm thêm cái khu vực lọc đồ nữa. Tại vì cái này mình mà không lọc đồ á, là nó sẽ rất là mau đầy cái rương và gây ra tình trạng giật lag luôn. Cái hệ thống lọc đồ này của mình thì nó cũng tương đối là nhỏ thôi. Tại vì bây giờ mình sẽ làm ở cái mức độ nhỏ trước. Và mai mốt kiểu đồ nhiều quá thì mình mới nâng cái kích thước nó lên một tí. Đầu tiên thì mình đặt ra trước vài hàng rương cái đã. Tạm thời mình sẽ làm cỡ 5 hàng đi. 1, 2, 3, 4, 5 hàng. Rồi sau đấy ở mặt sau thì mình sẽ rắn vào những cái hopper. Chắc mình phải mở rộng ra quá để có không gian di chuyển chứ. Đi hồi nó lọt cái bẹp xuống dưới là mệt nữa. Rồi giờ thì thêm một hàng block. Rồi cắm đá, cắm đuốc redstone vào. Cắm vào đây. Phía sau hàng block thì mình sẽ gắn những cái bộ lập vô. Hướng vào block giống như vậy. Rồi, nói block ra đây. Giờ thì cho thêm một chút redstone để dẫn điện thôi. Mình sẽ cho ở đây 3 cái. Ở phía trước mặt thì gắn vào những cái mạch so sánh. Hướng qua đây. Đó, nói hết redstone vào luôn. Những cái mạch so sánh này thì cũng sẽ có hopper chĩa vào nó.
Oh no no no, không phải chỉ như vậy. Mà phải chỉ thẳng vô như vậy nè. Đó, vậy mới chính xác. Ở tầng 2 thì cũng sẽ có thêm một cái hàng hopper hướng ra cái block mình đặt ở bên ngoài. Và đây là cái thùng kiểu như chứa mấy cái đồ linh tinh của mình, nên là mình cũng sẽ cho nó có một cái hàng hopper giống như vậy. Sau khi đã xây xong được một mớ rương và hopper như như thế kia thì mình sẽ bắt đầu tới công đoạn là phân chia đồ nè. Mình sẽ dùng một ít cái lá để mình đổi tên cái đã. Mình sẽ đổi cho nó khác cái tên mặc định. Để mình ra đằng sau này nè, mình sẽ cho vào những cái hopper. Mình sẽ cho ở 4 cái slot đầu, giống như vậy, ở tất cả các hopper luôn. Ở đây, ở đây. Cái cuối cùng thì không cho nha, tại vì đây là cái đồ linh ta linh tinh thì nó sẽ tự động đi xuống dưới. Tới lúc này thì mình đã cần những cái hạt vàng rồi, mình sẽ cần nhiều nhiều á. Lấy coi. Ui dồi ôi, nhiều thế. Đâu, mình sẽ thử cho vô đây hạt vàng nè. Cho hạt vàng vô. Đó, nó đã bắt đầu chạy rồi đó. Để coi nó sẽ dừng ở cái item thứ mấy đây. Rồi, nó dừng lại ở 41 là ok la rồi đó. Ổng áp nha, như vậy thì từ rài thì mấy cái rương này nó sẽ chứa hạt vàng nè. Mình sẽ làm tương tự ở bên kia. Nhưng mà bây giờ mình không có đủ số lượng phôi vàng rồi. Phôi vàng mình còn hơi ít á. Còn về cái phần cái rương đồ linh ta linh tinh thì chắc mình sẽ vứt luôn. Chứ không thôi nó đẩy cái rương này thì nó cũng như không à. Mình sẽ làm một cái chỗ để mình có thể kiểu như là vứt đồ tự động đi. Mình sẽ đặt hai cái khối theo dõi nó hướng vào nhau. Sau đó mình sẽ cho cái máy thả vào. Đó, nó kêu lách tách liên tục là ok la rồi. Giờ mình cho đồ vô là nó tự động nó bắn luôn á. Ui giời ơi, nó lại bị hợp lý luôn. Rồi mình sẽ dẫn hopper vào cái máy thả này. Đây, đây, rồi ok luôn. Nó hơi ồn một xíu nhưng mà để đảm bảo là cái thùng này lúc nào cũng sẽ rỗng. Rồi, mình sẽ lắp vào đây thêm một ít cái khung vật phẩm để biết cái rương đó chứa gì thôi. Hạt vàng nè, phôi vàng nè. Rồi, giờ mọi thứ đều đã ổn áp rồi đó. Nối cái hopper này vô hai cái thùng bên kia thôi. Sau khi nối thì qua bên đó và xem cái thành quả nào. Đồ bắt đầu giật chưa? Đó, nó bắt đầu mất đồ từ từ rồi nè. Và ôi, đồ nó vô hơi lâu quá ta. Có vẻ là đồ linh ta linh tinh nhiều quá nên là nó vô hơi lâu ấy. Phải đợi cho nó xử lý xong hai cái rương đầy này trước cái đã. Mình sẽ phụ nó xử lý đi, vứt bớt kiếm đồ. Sau khi cái rương đã dọn lại một lần thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi đồ nó ổn hơn chưa. Đó, đồ nó bắt đầu nó phân phát cho những cái rương rồi nè. Cái rương, khi nào cái rương này đầy thì nó bắt đầu truyền qua những cái rương kế bên. Đó, cơ chế của nó là như vậy. Còn hiện tại thì phôi vàng thì nó khá là ít luôn. Tại vì lâu lâu con zombie Bitman nó mới rơi ra cái phôi ấy. Nên là cũng hơi khó. Nè nè nè, bây giờ chuẩn bị nó cho vô cái rương này nè. Đấy, nó bắt đầu vào rồi. Quá là đã luôn. Nếu mà mình không có cái máy farm ngọc lục bảo thì chắc chắn là mình sẽ giữ lại cái số thịt zombie đó để mình bán cho cái dân làng linh mục á. Nhưng mà mình đã có máy farm ngọc lục bảo rồi nên mình vứt luôn mấy cái thịt zombie đó chắc cũng hợp lý mà, đúng không? Rồi, giờ thì mình sẽ ngồi đây để cày kinh nghiệm một xíu luôn, cũng tiện nè. Chỉ ngồi không thôi là có kinh nghiệm nó vô người liền. Rất là nhàn hạ luôn á. Và sau khoảng hơn nửa tiếng áp ca thì số lượng vàng mà mình có... Nói chung là cũng rất là ok nha. Mặc dù cái farm của mình có kích thước cũng không quá to đâu. Mình có thể tăng số lượng bằng cách làm thêm một cái chỗ giống như vậy ở góc bên này. Nhưng mà thôi, tạm thời thì mình dùng một cái cũng được. Mình cũng không có nhu cầu dùng vàng nhiều lắm. Mình sẽ thử, mình coi mình nén lại hết cái số vàng này coi được bao nhiêu vàng. Cứ một rương như vậy thì mình sẽ làm được tầm 1, 2, 3, 4, 5 gần 6 stack vàng. Wow. Tương đương với 42 khối. Cũng ok, cũng ok. Ôi trời trời, kinh nghiệm nó lọt xuống đây cả. Trời, nhìn nó nhìn nó lọt ra nhìn cũng đảo mắt quá nè. Ok thôi, giờ chắc mình đi về thôi. Nãy giờ xào quần ở cái chỗ farm vàng này quá trời quá đất lâu rồi. Mình có nhận được ý kiến từ các bạn mà mình thấy khá là hay, đó chính là mình nên xây thêm một cái tháp bằng kính ở từ dưới lên trên cái UFO để nhìn cho nó giống
cái hiệu ứng giống như là đang hút cái con qua đành lên trên vậy đó. Mình đã tiếp nhận và thực hiện nó rồi, tuy có hơi khó một xíu. Rồi và bây giờ thì tạm thời mình sẽ không có kiểu như là đụng chạm gì vô cái UFO cũng như là con qua đành đó nữa, tại vì nó khá là phiền phức luôn, mỗi lần đụng vô là bị nó quýnh cho bầm dập hết cả người. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái nhiệm vụ khác, là mình sẽ thử đi tìm Axolotl, và đặc biệt hơn đó chính là tìm Axolotl có cái màu hiếm nhất luôn. Tới bây giờ thì mình vẫn chưa có bất kỳ nhóc Axolotl nào ở nhà hết. Mình cũng rất là muốn sở hữu nguyên một cái bộ sưu tập Axolotl giống như là bộ sưu tập ít của mình vậy, đủ các màu luôn. Thế nên á là mình sẽ lên đường và tới một cái hang động tươi tốt gần nhà mình nhất, với hy vọng là có được Axolotl trong ngày hôm nay để mang về nhà. Này này, tới luôn. Lâu quá không trở lại cái hang này rồi. Nó vẫn đã như ngày nào. Và mình sẽ kiểm tra từ những cái nơi cao nhất cho tới những nơi thấp nhất luôn. Ở đây miễn có nước là mình sẽ ghé xuống mình kiểm tra liền. Ô, đây rồi. Yes. Lần này thì mình đã tìm được Axolotl đầu tiên rồi. Màu vàng. Ý, cũng rất là dễ thương này. Bắt luôn. Và mở được cái thành tựu thú săn mồi dễ thương nhất. Quả đã, đây là nhóc Axolotl đầu tiên. Đã có được một rồi, mình cũng muốn sở hữu thêm nhóc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ôi, và đây rồi, nhóc thứ hai luôn. Không chỉ một mà là tới tận ba Axolotl luôn, có hai màu. Lần này là màu hồng với cả là màu nâu. Đảo à. Phải dẫn về thôi. Đây, Axolotl nâu thứ hai nè. Cái gì? Ủa? Cái gì gật đầu dữ hả? Đây. Rồi, giờ tới Axolotl màu hồng, cũng là Axolotl cuối cùng. Xong. Bội thu vậy ta. Ôi, bữa nay hên ấy. Đi tiếp. Giờ thì mình còn thiếu Axolotl màu trắng với cả là màu hiếm nhất. Ồ, có kim cương nữa nè. Quá đã luôn. Lấy quặng kim cương về. Hai quặng luôn. Chà, được quá ta. Còn thêm không? Ồ, cái hang này nó cũng có khá là nhiều quặng kim cương nè. Ở đây có 3 rồi, 4, 5. Trời, 5 quặng một lượt. Cũng ok là. Tuy có kim cương nhưng mà nó không có dẫn mình tới cái hồ trong cái hang tươi tốt nào hết. Nên là mình phải quay xe thôi. Trở lại cái hang cũ. Đi thôi. Lần này thì mình gặp Axolotl màu trắng rồi nè. Quá đã luôn. Vậy là mình có được 4 màu rồi. Giờ thì còn màu hiếm nhất thôi à. Trời ơi, đó cũng là xác suất khá là thấp thôi. Nhưng mà không sao, cố lên nào. Oh no. Giật hết cả mình. Lại một Axolotl màu trắng nữa kìa. Lụm vô xô liền. Rồi, còn Axolotl nào khác không? Hết rồi. Ngoài ra thì còn có quặng kim cương ở đây nữa. Lụm luôn. Ê. Có lòng spawn của zombie ở đây luôn à. Được quá ta. Nhưng mà bây giờ mình đã có khá là nhiều mấy farm kinh nghiệm rồi, nên mình sẽ không cần tới nó nữa. Có giáp ngựa. Ừ hé. Nhắc giáp ngựa mới nhớ. Mình chưa cho ngựa mình mặc giáp. Oh no. Thôi được rồi. Một xíu về mình sẽ cho ngựa mình mặc giáp mới được. Bảo sao hôm qua mình thấy ngựa mình thiếu cái gì ạ. À, và ở đây nó còn có một cái hang động pha lê nữa. Pha cái gì? Hang động thạch anh tím chứ. Mình sẽ lấy những cái thạch anh tím này về mới được. Tại vì nó sẽ giúp mình có thể. Ủa. Oh. À, mình có thể dùng cúp mềm mại để mình lấy những cái này gọi là cụm thạch anh tím luôn. Cái nhỏ nhỏ được không? Cái nhỏ vẫn được nè. Ui, cúp mềm mại đào cái này tiện thiệt. Hợp lý nha. Bao giờ mình mới biết luôn á. Hay, cái này hay nè. Mà lỡ kiểu lấy mấy cái cụm thạch anh rồi thì mình sẽ lấy luôn cái khối thạch anh về đi. Để nhỏ mà mình có cần xây dựng thì có mà dùng liền được. Rồi, và nguyên cái chỗ này được có gần 3 stack khối à. Ồ, tính ra cũng không nhiều lắm.
lấy thêm mấy cái đá canxit này về nữa. Cũng ok, cái màn này màu trắng này xây nhà cũng đẹp lắm. Ok. Như vậy thì chuyến đi này mình đã có kiểu như là chiến lợi phẩm rồi. Cũng được khá là nhiều axolotl mang về. Và mình chỉ có đúng cái hồ này là đủ để nuôi được axolotl thôi. Chứ mình nuôi ngoài kia thì mình sợ axolotl sẽ đi mất. Nhưng mà có một vấn đề ở đây là cái hồ này toàn là cá nhiệt đới thôi, mình phải múc ra mới được. Không thôi là axolotl sẽ ăn sạch cá nhiệt đới trong đây cho xem. Mà thôi kệ đi, cho axolotl ăn cũng được. Mình sẽ múc lại tầm một cặp cá đó. Ok, hai. Rồi. Tiếp tục cho axolotl còn lại ra. Đấy, khá là nhiều luôn. Hồ tuy bé nhưng mà có rất là nhiều axolotl nha. Quá là đã. Rồi, ok. Ờ được thì mình nhân giống axolotl lên luôn cũng được. Mình có hai xô cá nhiệt đới nè. Mình sẽ cho axolotl màu nào ra ta. Màu nâu có nhiều rồi, mình sẽ không cho màu nâu nữa. À màu vàng đi. Mình sẽ cho màu hồng với màu vàng tập thể dục với nhau. Rồi. Có không? Có sinh sản ra thêm không? Ra thêm màu hồng. Yes. Lần sau thì mình sẽ tiếp tục cho màu vàng với màu hồng một lần nữa. Hy vọng là có thêm một axolotl màu vàng á. Để cho mỗi màu thì mình được một cặp hết ấy. Nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi, đó là kế hoạch của sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ thử vận may thêm một tí coi. Là mình chỉ có được 8 cái quặng kim cương trong cái chuyến đi tìm axolotl lần này. Để xem coi 8 quặng thì sẽ cho mình được bao nhiêu viên. Gia tài 3 đó nha. Ủa sao lát đá có 1-2 viên không vậy? Ồ, 8 thành 18 tức là nó cho mình thêm 10 viên. Ở đây thì có thêm 41 nữa. Ồ, tính ra mình cũng nhiều kim cương phết rồi này. Được 59 cục rồi. Ok, tích tiểu thành đại thôi. Mỗi ngày thì gom tầm gần một stack như vậy. Thì chắc tầm một tháng là mình đủ để mình làm cái đèn hiệu full kim cương rồi. Lớn rồi, bốc phép ít thôi. À mà xích nữa thì quên. Đi mặc giáp cho ngựa. Mình coi mình sẽ mặc giáp ngựa kim cương hết đi. Ok. Mình có điều kiện mà. Tuy kim cương không có nhiều nhưng mà giáp ngựa kim cương thì nhiều lắm. Đây. Đầu tiên là chiến mã đầu tiên của mình. Một giáp ngựa kim cương nha. Mặc vô là what salad liền. Tiếp theo là bé đốm nè. Bé đốm cũng có giáp ngựa kim cương. Rồi đi tìm bé nâu coi. Ồ, bé đốm chưa có cái yên à. Không thể như vậy được. Chiến mã của mình mà không có yên là không được. Rồi, có yên liền. Giờ thì đi tìm bé đen ta. Bé đen không biết đi đâu rồi. Mình thả rong cái rồi, mình không có nhốt. Ở đây, bé đen đây. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái ruộng cà rốt của anh mà lem quá hay sao mà chạy đây cưng. Thích thì nói anh tiến, anh dẫn vô ăn chứ. Có đâu mà bỏ trốn đi vô đây vậy. Rồi, cho bé đen vô thăm vườn cà rốt luôn. Hơi bị cưng đấy nhá. Rồi, và mình vẫn còn bé nâu nữa. Chắc là bé đen gỗ bé nâu đi qua đây chắc luôn nè. Để mình nghi nghĩa coi có bé nâu bên này không. Ui, không có bé nâu. Ủa, bé nâu đâu ta? Ui, con nhện tàng hình. Con nhện tàng hình khủng khiếp. Buồn thiệt chứ, hôm qua mới mất Alay xong. Bữa nay mất thêm bé nâu nữa. Không hiểu luôn. Ôi là trời. Thôi chắc mình phải. Không được rồi. Vậy là sắp tới phải nhanh chóng có một cái chuồng ngựa. Hoặc là cái chỗ nào đó để giữ ngựa lại thôi. Chứ kiểu vậy thì mai mốt mình chắc không còn ngựa nào để cưỡi luôn á. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái máy farm khá là tuyệt vời. Cung cấp cho mình một lượng vàng ổn định trong thời gian sắp tới. Muốn làm bao nhiêu vàng cũng được. Ngoài ra thì mình cũng đã trang trí lại cái UFO một tí nè. Rồi còn bắt được đủ các loại màu axolotl luôn. Trừ cái màu hiếm nhất thì mình chưa có tìm thấy thôi. Nhưng mà không sao, biết đâu sắp tới mình lại hên gặp được cái màu hiếm nhất thì sao. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm lại được bé nâu. Chứ mình có 4 chiến mã đồng hành thôi mà mất hết một chiến mã là thấy cũng hơi tiếc đấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.